Xin chào tất cả mọi người, tôi là Hóa, hiện tại đang phụ trách bộ phận khảo sát thiết kế công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Thì hôm nay công ty chúng tôi có chuyến khảo sát tiếp theo cùng trong ngày. Lúc sáng là chúng tôi vừa phục vụ xong khách hàng tại Móng Cái, Hải Hà Móng Cái. Hải Hà Quảng Ninh, quên mất. Thì bây giờ chúng tôi đang có chuyến đi xuôi xuống Vân Đồn, Quảng Ninh để phục vụ khách hàng thiết kế tại đây là bác Cao, để chúng tôi thiết kế cho bác một cái khuôn viên sân vườn tại khu vực huyện Vân Đồn này. Đấy thì bác hiện tại đang có việc công tác tại Hà Nội và chúng tôi sẽ xuống đây trực tiếp và bác sẽ chỉ dẫn chúng tôi qua Zalo và chúng tôi sẽ gọi video trực tiếp và bác sẽ hướng dẫn chúng tôi là đất nhà bác đến đâu. Thì bây giờ công nghệ rất là hiện đại và chúng tôi có thể phục vụ mà khi khách hàng không có đấy chúng tôi cũng phục vụ được. Đấy thì mời các bạn cùng xem cái cung đường và khuôn viên khu đất cùng với quá trình bác chỉ chúng tôi xem chúng tôi có hiểu được cái khuôn viên khu đất của nhà bác không. Đấy thì mời các bạn cùng chúng tôi đón xem và xem quang cảnh nơi bác xây dựng như thế nào, xem huyện Vân Đồn này phát triển ra sao, thì mời các bạn cùng đón xem ạ. Vâng, và đây là cái khuôn viên, cái lối đi xuống mà chúng ta đây, các bạn có nhìn thấy là lối vào khu Vân Đồn rất nhiều cảng biển. Đấy thì các bạn có thể thấy rất nhiều tàu biển to. Đây là phía bên này. Đây là đảo rồi. Đi xuống đây chúng tôi rất thấy, cảm thấy rất là đẹp. Đây các bạn nhìn thấy ngọn núi bao phủ xung quanh, giống như đây là một cái lòng chảo. Ở đây là cái cung đường để đi vào nhà bác Cao. Đây các bạn có thể thấy đây là cái cầu Vân Đồn 3. Đây là phía bên sông này. Đây là biển luôn đấy ạ. Bạn có thể nhìn thấy ở phía bên này nữa cũng là biển. Rất là đẹp. Thì khu vực này có một cái diện tích quá là đẹp. Thì đến lúc này tôi sẽ rất là hào hứng để bay flycam xem khu vực này nó như thế nào. Các bạn có nhìn thấy quang cảnh ở đây. Đây là khu Vân Đồn. Các bạn cùng chúng tôi xem ở cái khuôn viên khu đất tại huyện Vân Đồn này nó phát triển như thế nào. Mời các bạn cùng đón xem ạ. Khuôn viên bên ngoài khu đất nhà gia chủ tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Đấy, đây là phía mặt tiền này. Phía cuối tường này là phía đầu tiên này. Đằng này giáp cái cột điện này. Đây phía hàng xóm. Đấy thì gia chủ yêu cầu chúng tôi dựng lại cho cái khuôn viên. Đấy thì hôm nay chúng tôi xuống đây khảo sát. Đấy, chúng tôi cùng 3 người. Thì bác Cao là hiện đang ở trên thành phố và chúng tôi ở đây, thì chúng tôi xuống bác hiện không có nhà thì bác bảo tôi là xuống và bác sẽ gọi điện video bác chỉ cho. Đấy, thế thôi. Các bạn có nhìn thấy đây là khuôn viên bên trong. Rồi mời các bạn tiếp tục đi theo chúng tôi để xem tổng cái khuôn viên hiện trạng và cái quá trình bay flycam. Đây. Đây. Đây những cái hàng rào ngoài này đây đúng không ạ? Đây ngõ cho người ta mà. Đây thôi. Thế là mình làm hàng rào ở bên trong rồi đúng không? Đúng rồi, mình cứ làm rào bên trong rồi toàn hàng rào chân. À kì! Mấy! Kì! Mấy! Trong hoàn cảnh được rồi.
Dạ vâng vâng. Thế là mình làm tường tường đến tận đâu hả bác, đến tận đây à? Đấy, cái đường, cái ngoài ra tức là mình đấy, cứ bắt tắt lên thôi. Vâng. Thế còn cái... Nhưng mà ý bác là làm hàng rào 4 mặt đúng không? 3 mặt trước đúng không? Vâng, còn mặt đằng trước là mình ấy chưa sau đúng không? Cái bờ ngoài này đến đây cũng vẫn là tường nhà họ ở bác. Đấy rồi, thế thì giờ cho đâu vẽ lại cái hiện trạng cho này thì cháu đo là vẽ lại cả cái hiện trạng cả cái khuôn viên khu đất này bác, xong về cháu lên hình bác cho bác nhìn bác nhá. Ok, thank you. Vâng. Ok, ok, ok. Đấy, thế thôi. Giờ cháu đang ở Hà Nội có thời gian, đang có thời gian ở nhà. Vâng, vâng. Ở thời gian nhà bác chỉ lúc mày khách sạn đấy. Đấy, cái đấy là nó cũng phải chắc cảnh đấy, coi như là một nhà nước nó chỉ mở đường đến đấy thôi, coi như dẫn điện cho mình hết. Vâng. Bây giờ cháu cứ đo vẽ lại cái hiện trạng như thế nào đã, bác ạ. Thì xong rồi cháu. Vâng, rồi rồi ạ. Vậy bác nhá, cho đo vẽ lại hiện trạng đã bác nhá. Ok. Vâng. Chào. Rồi, chào các bạn. Bây giờ chúng tôi sẽ dùng flycam để khảo sát cái khuôn viên hiện trạng nhà bác Cao tại Vân Đồn, Móng Móng Cái để khảo sát cho bác, làm cho bác một cái khuôn viên hàng rào. Đấy thì chúng tôi sẽ dùng flycam để đo vẽ lại hiện trạng khuôn viên khu đất này cùng với các cao độ và hình dáng kích thước khuôn viên khu đất để cho bác cái hàng rào. Thì mời các bạn cùng chúng tôi cùng theo dõi cái khuôn viên này ạ. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta cùng bay nhá. Và bên dưới là cái khuôn viên hiện trạng khu đất nhà bác. Bên dưới là cái khuôn viên hiện trạng khu đất nhà bác Cao đấy ạ. Thì phía ngoài đường là chúng ta ráp một cái vỉa hè. Đấy, vỉa hè nó hơi cắt chéo so với khuôn viên khu đất. Đấy, phần mặt tiền nhà bác là bác muốn làm thế nào thôi. Nếu bác mà muốn hiến đất thì bác sẽ làm vuông, mà bác không ấy thì bác sẽ làm thẳng ra. Nó được giới hạn bởi cái phía bên tay trái màn hình các bạn là cái ngõ là ranh giới đất nhà bác này. Phía bên tay phải là đấy cái cây dừa đấy, các bạn có nhìn thấy cây dừa ngay đây. Và ranh giới đất nhà bác và bên cạnh là một cái nhà hàng xóm ấy. Đấy thì vào đến hết nhà hàng xóm thì có một đoạn đất chéo vuông góc vào bên trong. Đấy, xong kéo xuống zigzag, nghĩa là có hai góc ở đằng dưới đấy. Thì tôi sẽ chụp lại cái khuôn viên hiện trạng khu đất này để lên cho bác cái phối cảnh và làm cho bác cái khuôn viên ở đây. Vâng, phía nói chung là nhà bác sẽ có một góc vuông là góc phía bên dưới tay trái thôi.
và bên dưới là cái ngôi nhà hiện trạng của bác. Đấy thì phần đất nhà bác là hơi bị phần bên dưới ngoài đường là thấp, còn bên đằng sau là cao. Chúng tôi sẽ chụp lại để lấy luôn cao độ một cách thật chính xác các bác. Đây thì nhà bác chúng tôi đang khảo sát tại Vân Đồn, Quảng Ninh. Khu vực này rất nhiều biển, là tôi sẽ cho bạn nhìn sau khi chúng tôi khảo sát xong cái khuôn viên khu đất này. Đây thì tiện thể đây tôi sẽ xem cho bác là các cái hướng phong thủy nhà mình xem là như thế nào. Đây nhà bác là đang là hướng đông 104 độ. Đây tôi sẽ xem cho cái khuôn viên khu đất nhà bác xem có ảnh hưởng gì về cái yếu tố phong thủy không. Nhưng mà trước hết là các bạn hãy chú ý là vuông như thế này, không gật lên này, không lên, không lên, không lên, không lên, không lên, chéo xuống. Đấy là bạn có thể hình dung được. Thì trong hình đấy, các bạn có nhìn thấy những cái đường cây đấy. Cái đằng trước là vỉa hè, sau đó là đến đường, hai bên vỉa hè đường rất to. Rồi theo hướng phong thủy nhà bác là nhìn ra phía xa là chúng ta để nhìn ra ngoài biển đấy, các bạn nhìn thấy biển chưa? Đây là có những cái hòn đảo. Đây gọi là đảo, đây gọi là cái rồng rồi đấy. Rất là thoáng. Tại vì hướng nhà bác là nhìn ra xuyên qua những cái khe núi. Ở đây là núi nó không nằm liền một dải mà nó cứ khe 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 khe, nên là cũng khá là thoáng. Đây là phía mặt chính, còn đây là phía mặt bên tay trái nha bác. Đây phía bên tay trái nha bác thì là một đỉnh núi khá là cao. Và phía bên tay trái nhà bác cao là có một ngôi chùa. Nhưng mà chúng ta sẽ không vào ngôi chùa đó, mà hướng của nhà bác thì là vào cái bên cạnh ngôi chùa các bạn, bên cái nhà ngang. Đấy. Chúng tôi đây, từ đây chúng tôi gióng vào tâm này, chúng tôi gióng theo tâm ngôi nhà cũ này, đấy, ngôi nhà hiện trạng đấy. Đấy nếu mà tính theo ngôi nhà hiện trạng bác hiện đang xây dựng, đây là đúng vào hướng chùa, hướng quay của chùa. Đây các bạn có thể nhìn thấy trực tiếp. Đây là hướng chùa này. Đấy, các bạn nhìn thấy nét xanh xanh chưa? Ở giữa nét xanh xanh là hướng chùa nhá. Hướng chùa hướng thẳng ra đây. Đấy, thế là hướng nhà bác đang vào chính hướng cuối chùa. Nghĩa là cái nóc nhà nhà bác này, nó đang đâm thẳng vào hướng chùa. Và chùa đang nhìn thẳng vào hướng nhà mình. Đấy, thì nếu mà bác có dự định xây nhà thì chúng ta phải xây check. Thì từ những cái yếu tố này thì chúng tôi mới bố trí được là làm sao mà tránh cái chính cái hướng của chùa ra. Mình có thể lui xuống dưới hoặc lui lên trên. Thì từ đó chúng tôi dùng cái flycam thì mới nhìn được các cái yếu tố chùa, nhìn vào chỗ nào nhà mình thì mình sẽ bố trí cho nó tránh cái khu vực hướng ra. Mình có thể cho xuống dưới hoặc cho lên trên, nó bài trừ được những cái yếu tố không tốt đi. Còn hướng hiện trạng nhà cũ là đang bị quay vào. Rồi, và chúng tôi sẽ sao mà bố trí cho nó thật hợp lý. Còn đây là khu vực phía đằng sau. Nhà tôi đang tính theo là cái nhà hiện trạng cũ nhá. Mình đặt nhà đâu thì mình phải lấy tâm ở đấy. Đây hướng là sau cũng có cái miếu, nhưng mà mình chạy hướng rồi, tôi chạy tí và cũng dựa núi đấy. Rồi phía bên tay phải của chúng ta vẫn là núi và biển. Cái bên này ạ, là biển. Thì mời các bạn nhìn qua cái không gian xung quanh của vùng đất này. Đây các bạn có thể nhìn thấy thì ở đây thì đấy, bên ngoài khá là đẹp. Đây, ở đây rất nhiều nhà rồi, dân ở rất đông. Còn phía này là núi. Đấy, các bạn nhìn đấy là hết một vòng không gian xung quanh khu vực này. Rồi, như vậy là tôi vừa khảo sát xong cái khuôn viên hiện trạng khu đất nhà bác cao cùng với các cái hướng phong thủy của cái ngôi nhà cũ này thôi. Đấy thì các bạn có thể nhìn thấy. Thì dựa vào phần flycam này thì chúng tôi mới biết được là các cái yếu tố công trình xung quanh xem có ảnh hưởng gì đến khuôn viên khu đất mà gia chủ định đặt ở vị trí đây không. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video khảo sát tiếp theo. Nếu có nhu cầu thì hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại bên dưới. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.